Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tô đây. Ok, thì đến với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta. Mình quay trở lại với solo squad đây. Không biết là bao lâu rồi nhỉ? Chắc là cũng phải từ đầu mùa tới bây giờ thì anh em mới thấy được một cái trận đấu solo squad. Nhưng mà anh em yên tâm đi, sắp tới thì mình sẽ làm nhiều hơn cho anh em xem. Tại vì là ở đầu mùa thì solo squad nó hơi gắt một chút. Nó sẽ dễ hơn ở tầm giữa mùa và gần cuối mùa. Ui, có người. Làm gì mà căng? Yếu chưa chàng trai ơi? Mình tới luôn nè. Nào đi đâu, đi đâu, đi đâu. Chạy đi đâu. Xong nha. Một anh chàng có mái tóc màu bạc, giống với màu tóc của mình anh em ạ. Mỗi tội là tóc của mình nó dài hơn một tí. Đấy, hai em rồi đấy. Quanh đây thì chắc chắn là vẫn còn đồng đội của bạn ý rồi. Tại vì ban nãy mình có thấy một team ở đây cùng với mình cơ mà. Không phải một người mà là một team. Chẳng biết là ba bạn ý còn dồn lên đây để công mình hay không. Mình sẽ cho cái âm lượng nó to lên một chút nhá. Hơi bé. À, thấy rồi. Thấy rồi anh em ơi. Đi đâu này? Ủa, chúng được mỗi có 3 viên. Các bạn ý rủ nhau đến đây rồi. Xem nào, có ai tới nữa không? Một mình bạn ư? À không, có hai người. Làm gì căng? Mình mới cả khịa mấy viên. Này thì công ẩu này. Ngáo ngơ. Một bé nữa ra đi. À, lại một anh chàng công ẩu nữa này. Công ẩu ạ. Này thì công ẩu này. Ngáo ngơ. Định tưởng team có nhiều người nên là muốn lên bắt nạt mình cái gì. Không dễ đâu. Như vậy là team đó mình tiêu diệt là 3 người. Vẫn còn một người. Mình sẽ lắp cái tay 3 lên cây gấu ra. Bảo sao bắn nãy bắn toàn trượt. Không keo không. Ui, bạn này có một trái không keo ấy chứ. Thế mà lúc công lên lại còn không thèm ném ra cơ. Mà mình nghĩ là cái pha đấy bạn ấy cũng ui ấn nhầm. Cái pha đấy bạn cũng không kịp để mà đặt bom keo đâu. Tại vì mình bắn có một viên là bạn ấy nằm rồi. Làm gì có cơ hội đặt bom keo. Thấy rồi nha. Anh chàng cuối cùng. Bên kia phải không? Ui, ghê chưa. Rát đấy. À, bỏ sữa. Bỏ sữa anh em ạ. Làm gì nào. Nào. Một viên, hai viên, ba viên. Yếu nha. Bom keo khá nhanh. Nhưng mình tới này. Làm gì? Dưới hả? Đi đâu vào con bò sữa này? Quá thơm. Team đầu tiên đã bị mình clear rồi. Cũng không được thêm gì nhiều anh em ạ. Thôi, bơm đầy máu, sửa mũ giáp. Xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi chinh chiến. Mình thì vừa mới quay cây MP này xong. Bắn thì cũng khá ok đấy anh em. Hai đam, một tốc với lại trừ một tầm xa. Theo mình đánh giá thì có hai cây mạnh. Đó là một là cái cây màu vàng này. Hai là cái cây màu xanh lá cây. Nhớ nhá, màu xanh lá cây chứ không phải là màu xanh dương đâu. Cây đó thì có chỉ số là hai đam với lại một tầm xa. Hình như là trừ đi một vạch băng đạn hay sao ấy. Mình không nhớ cái chỉ số trừ là gì. Nhưng mà mình chỉ nhớ rõ là có hai đam và một tầm xa. Y như là chỉ số ở cây MP40 cơ khí ấy. Đó. Bạn nào mà không có điều kiện thì có thể sắm cái cây đó. Bắn cũng rất là ok. Đi solo tìm người đã khó khăn rồi. Nhưng mà đi solo squad thì tìm người khó khăn hơn rất là nhiều. Tại vì có 13 team ấy mà. Các bạn ấy lại còn đi chung với nhau. Mà cái bản đồ thì có tới tận 19 khu vực liền. Nên thôi, cứ bình tĩnh thôi anh em ơi. Sao hôm nay mình hay bị ấn nhầm ở nút nhảy ấy nhở? Ui, có xe tới kìa. Ui, ba người liền. Ui, ôm cua ghê chưa. Công này. Một bé đã nằm. Mình này bạn ơi. Đó, lao vào mà cứu đi. Ui, ghê chưa. Dẫm phát hai trái mìn luôn kìa. Này thì lao vào này. Còn anh chàng cuối cùng. Nào, ra đây. Này thì lòi ra này, yếu nha.
Làm gì bạn ơi? À bắn kìa, trượt rồi bạn ơi. Mình sẽ phá luôn này. Này thì bướng này. Ok. Cậy đông hiếp yếu này. Các bạn thì đông đấy, nhưng mà công ngẫu thì cũng phải chịu thôi. Mình sẽ bơm đầy máu, sửa đầy giáp, xong rồi ra rút đồ sau nhá. Cái này mình nói với anh em rất là nhiều rồi. Sau những cái pha giao tranh xong ấy, thì cái việc anh em ưu tiên đầu tiên là phải sửa giáp với lại bơm máu. Nếu mà không có sửa giáp thì phải bơm đầy máu lên. Đồ không loot thì nó vẫn còn đây mà, có ai đến tranh với mình đâu. Còn mỗi một thanh niên của cái team này, nhưng mà chắc là cũng chẳng dám đến đây đâu. Ba người team này còn chẳng làm được gì mình, thì thêm một bạn nữa đến thì cũng không ăn thua đâu anh em ơi. Còn đồ gì không? Hết đồ rồi anh em ạ. Khá là ngon. Mình cứ hủy luôn cái xe này đi. Mình thì mình không thích xe cho lắm, nhưng mà mình nghịch hơi ngu rồi anh em ạ. Tự dưng lại bắn đi mất một băng đạn của cây MP, trong khi mấy cái xác thì không hề có đạn MP. Đó, chúng ta lại tiếp tục đi tìm người thôi. Kể ra cũng may anh em ạ, tìm mãi chẳng thấy người đâu, tự dưng lại có một team lao đến. Thế là lại có 3 kill. Êm, ấm lòng ngay. Ok, vào bó thôi. Ở đây có ai không? Có thính này. Úm la chi bùa, M19 thần linh. Rồi. À đúp anh em ạ. Nhưng mà không sao, mình được thêm 3 trái bơm keo. Cứ nghĩ là có M79 cơ. Bo về khu dân cư à. Trận đấu ngày hôm nay khá gắt anh em ạ. Cái bo này thôi mà còn tận 17 người. Mình thì mình không dám vào trung tâm bo sớm đâu, tại vì đi squad mà, chỉ cần bị kẹp thôi là toang. Nào, có team nào hay không? Các bạn anh núp hơi bị kỹ anh em ạ. Nãy giờ không thể bắn nhau. À, vừa có một người chết kìa. Như vậy là còn 16 người. Ơ, cứ đập mặt vào hàng rào nó thế nào nhở? À, đây rồi. Có tiếng bắn nhau anh em ơi. Hết rồi à? Hình như là các bạn ấy đang kiểu như là dụ các cái team khác đến chỗ các bạn ý. Vã thế rồi cơ à? Thôi, mình thì cứ bình tĩnh thôi anh em ạ. Bo này còn 16 người, không đùa đâu. Có ai biết sau không? Dễ lắm anh em ơi, dễ lắm, dễ có tìm cái sau lắm này. Còn 15 người cơ mà. Ui, giết nhau nữa kìa. Mình sẽ sang xem là mấy chàng đó đang bắn nhau thế nào, góp tí vui cho cuộc sống nó bớt nhạt. Nãy giờ cái video của mình nó nhạt lắm rồi, nhạt như nước ốc rồi. À, thấy rồi anh em ơi, mình thấy rồi nhá. Mình sẽ vòng ở phía sau kìa, đi bắn kìa. Này thì chạy này. Này thì chạy. À, bông keo rồi. Thôi, bông keo rồi bỏ thôi. Cà khịa nhẹ vài viên thôi mà, làm gì căng. Lại bắn nhau nữa. Mình sẽ chặn được phía này. Đi đâu? Có người gục. Mình xin. Quá thơm anh em ạ. Còn ai nữa không? Anh em cứ bắn đi, gục là được. Ủa ôi, không trúng được viên nào kìa. Anh em cứ bắn nhau nhiệt tình vào, gục thì để mình gạt cho. Việc này mình làm được. Bắn nhau thì mình hơi yếu thôi, chứ còn riêng mấy cái vụ mà gạt giò mấy thiên nhiên đang gục thì mình làm rất là tốt. Mình chỉ cái đầu. Ui, hai người cơ à. Ồ, không kịp gạt rồi. Thôi, bỏ ra anh em ạ. Mặc dù là bắn gục rồi nhưng mà bạn ấy kịp bò vào cái tường rào, coi như là hòa nhá. Ban nãy mình bắn gạt một người, thì bây giờ mình bắn gục một người, coi như là gạt trước xong rồi bắn gục sau. Bò ăn thua rồi. Còn tận 8 người anh em ạ. Nào,
Trừ mình ra là còn 7 người. Chẳng nhẽ là còn 2 team chăng? Ok. Tiến vào bò thôi. Kill thì mình đủ rồi đấy. Giờ thì có lẽ là mình sẽ cố gắng lấy cái top 1. Ui, có bắn nhau kìa. Góc vui được không? Khó nhở. Không có góc bắn anh em ơi. Có lẽ là mình sẽ lên cái nhà đá này để kiếm góc. Bò ra nhà gà. À, thấy rồi nhá. Chạy đâu? Đi đâu? Ui. Sợ chưa? Không kêu nhanh đấy. Để xem bên này góc bắn không nào. Có người ở nhà gà luôn kìa. Nhà nhiều lỗ cũng có người luôn kìa. Bạn ấy lòi cái đầu ra. Nhưng mà mình lại không bắn được. Hướng cái cửa sổ rồi. Mình sẽ đổi sang góc bên này xem nó có rộng hơn không. Góc bên kia hẹp quá, không thấy gì. Ui, góc bên này còn hẹp hơn. Còn không thấy gì hơn anh em ơi. Thôi, xuống thôi. Anh em nên lưu ý là khi mà anh em xuống nhà ấy, thì anh em nhớ là ra sau nhà nhảy nhá. Đừng có nhảy phía trước kia. Nhảy phía trước kia là các bạn ấy vuốt cho một cái là nhấc hết đầu đấy. Ui, uống lại sụa, uống lại sụa. Nè, chả thần thánh chưa. Ơ, mẹ. Bắn gì mà đau ấy nhờ. Mình thì cứ chủ quan chứ. Mình cứ nghĩ là mình để cái chảo sau mông. Và mình thấy các bạn ấy bắn ở vào chảo khá nhiều. Thế nên mình còn không thèm ném mông kêu ra. Một pha chủ quan và khiến mình lãnh hậu quả rồi. Tiếc thế. Cái này đúng kiểu là khinh thường địch của cái kết. Ok. Như vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà anh em có bất kỳ ý kiến gì thì anh em cứ để lại ở bên phía dưới nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video này của mình. Nếu mà anh em thấy hay thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau. Chúc anh em có một ngày mới thật tốt lành. Bye bye.